Báo cáo quý vị, hôm nay đang là chiều ngày 9 tháng 12 năm 2022. Và đây là chúng tôi đang sơn lại bộ cuốn thư câu đối. Cuốn thư dài 1m97. Đây ba chữ Đức Lưu Quang. Đây cái này làm cho quý khách ở Mỹ Đức Hà Nội. Làm xong tôi sẽ thép vàng và cất đi, bởi vì nhà của quý khách là chưa xong. Đây là hình ảnh quay tại tầng 1 khu C của Đồ Gỗ Đức Hiền. Và đồng thời là cũng sơn lại trước bàn thờ đây. Sơn lại trước bàn thờ của quý khách ở Quảng Ngãi. Đấy, vẫn chưa khô này. Nhìn cái mặt thì chưa sơn. Cái giường thì mới đang sơn được một nước, và tí nữa một nước nữa. Giường là chuẩn bị sơn một nước nữa luôn. Giường vẫn tuyệt đẹp. Vân tử thành rồi đi. Và đặc biệt nhất là cái vân ở trên mặt này đẹp nhất luôn. Chúng tôi hay chọn được cái ván, cái ván đẹp là cất đi để dành cho cái đầu giường này. Vân rất đẹp. Đây là giường Nhật 1m8 x 2m ở trong lòng. Và cái vỉa này là rộng bản 15cm và dày 5cm. Hàng cực kỳ chắc chắn luôn. Cái ván mặt là dày 2 phân đậu luôn. Cái giường chờ giường này giá tại xưởng là 40 triệu. Tôi bán ổn định nhiều, hôm nay bán cho ai cũng như vậy. Tạm biệt quý khách ở đây. Xin quý khách liên lạc với Đồ Gỗ Đức Hiền theo số điện thoại 0984 666 999 hoặc là 0967 666 111 bên kia là khu A của chúng tôi. Đây số điện thoại trên màn hình nhé. Xin tạm biệt quý vị.